Vào tối mai, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết BTV Cup gặp BKMX Bình Dương. Đến lúc này thì các tuyển thủ đã sẵn sàng để bước vào cuộc so tài hấp dẫn chưa tới. Ở trận ra quân gặp U20 Campuchia, các học trò của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về chiến thắng 3-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Dẫu vậy, với vị thuyền trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam, màn trình diễn của các học trò vẫn khiến ông ít nhiều phải lo lắng. Điểm mà tôi chưa hài lòng là cái sự gắn kết của cầu thủ, gắn kết của các hệ thống. Giữa các em vừa mới lên để thay thế cái lứa U23, gặp rất nhiều khó khăn để các em hòa đồng. Tín hiệu đáng mừng với ban huấn luyện đội tuyển U20 Việt Nam lúc này là không cầu thủ nào gặp chấn thương sau trận đấu vừa qua. Cùng với đó, những vấn đề trên hàng công cũng được huấn luyện viên Dương Hồng Sơn rút kinh nghiệm cho các học trò dưới sự cố vấn của giám đốc kỹ thuật Jürgen Kede. Giải đấu quốc tế là một dịp tốt để các cầu thủ trải nghiệm. Chúng tôi sẽ được nhìn cách mà họ chơi bóng, hiệu suất của họ như thế nào và sẽ cố gắng bổ khuyết ngay tại giải đấu. Với tôi, cách mà các cầu thủ thể hiện quan trọng hơn tỷ số vì lứa tuyển thủ này là để dành cho tương lai. Một giải đấu giao hữu sẽ là không quá quan trọng về kết quả, nhưng với các tuyển thủ trẻ của đội tuyển U20 Việt Nam thì đây sẽ là dịp để họ thể hiện mình nhằm góp mặt trong những lần hội quân sau.